mà cả hai cựu danh thủ Xavi Hernandez và Ronald Koeman đều từ chối cơ hội quay lại Camp Nou với tư cách huấn luyện viên. Ba lãnh đạo Barcelona đã chuyển hướng sang phương án đầy bất ngờ mang tên Setien sau khi sa thải Van Verde. Nói là bất ngờ bởi Setien không phải một chiến lược gia quá nổi tiếng, thời còn thi đấu cũng không giành được nhiều danh hiệu. Quan trọng nhất, mối quan hệ của Setien với Barca cũng không hề sâu đậm. Vậy Setien là ai? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Quay lại quãng đời quần đùi áo số, Setien là một tiền vệ tài năng của đội bóng quê hương Racing Santander khi ông ra sân 205 lần và đóng góp 43 bàn thắng. Trước khi gia nhập Atletico Madrid, Logroñés và quay lại Racing một thời gian ngắn trước khi trao giày ở Levante. Setien cũng bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình ở chính Racing Santander vào năm 2001. Sau đó ông còn dẫn dắt một câu lạc bộ khác là Poli Ejido trước khi chuyển sang một đội tuyển quốc gia là Equatorial Guinea vào năm 2006. Đến năm 2009, Setien đến với Lugo và giúp đội bóng này thăng lên hạng Segunda B. Vào năm 2015, ông đến với Las Palmas và ngay trong mùa ra mắt, ông đã giúp đội bóng từ vị trí trụ hạng lên thứ 11. Đến mùa thứ hai, Setien đặt mục tiêu đưa Las Palmas tham dự cúp châu Âu, nhưng sự hụt hơi trong giai đoạn cuối khiến chuyện không thành. Nhưng chỉ cần vậy là quá đủ để Setien lọt vào mắt xanh của Real Betis. Năm 2017, Setien đặt bút ký hợp đồng 3 năm với Betis. Một vài thành tựu của Setien trong năm đầu tiên là giúp đội bóng này đánh bại gã hàng xóm Sevilla 5-3 trong trận derby, leo lên vị trí thứ 6 chung cuộc và giành suất tham dự Europa League. Dưới bàn tay nhào nặng của Setien, Real Betis cho ra mắt những cái tên vô cùng sáng giá như Fabian Ruiz và Junior Firpo, người sau này đã chuyển tới Barcelona. Mùa thứ hai tại Betis bắt đầu đầy hứa hẹn với Setien khi họ lọt tới bán kết cúp nhà vua nhưng dừng bước trước Valencia. Sau đó là một loạt những điều tiêu cực khác như bị Rennes loại khỏi Europa League, đồng thời rơi từ vị trí cạnh tranh suất dự Champions League xuống khu vực giữa bảng xếp hạng. Vì quá thất vọng, Setien đã chia tay Betis dù vẫn còn một năm hợp đồng. Sơ đồ ưa thích của Setien là 4-2-3-1, thiên về kiểm soát bóng và tấn công đẹp mắt. Và ở đây, người hâm mộ mới nhận ra mối liên kết của Setien với Barcelona. Đó chính là Johan Cruyff, vị thánh của Cule, cũng chính là thần tượng đầu đời của Setien. Tân huấn luyện viên Barca đã chia sẻ, "Tôi nhớ có lần đối đầu với Barca của Johan Cruyff. Cả trận chúng tôi chỉ đuổi theo bóng mà thôi. Tôi thầm nghĩ, đó chính là thứ tôi thích. Tôi muốn được ở một trong đội bóng như thế và hiểu được vì sao họ có thể làm được như vậy. Làm cách nào mà họ có thể giữ bóng lâu như vậy và khiến đối phương chỉ biết đuổi theo bóng trong cả trận. Từ lúc đó tôi bắt đầu nhận ra thứ khiến mình theo đuổi cả đời, cả sự nghiệp. Tôi bắt đầu thích quan sát bóng đá để phân tích, hiểu và muốn mang vào luyện tập khi trở thành một huấn luyện viên." Hợp đồng của cựu huấn luyện viên Real Betis sẽ kéo dài đến tháng 6 năm 2022. Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta sẽ chứng kiến một Barca hoàn toàn khác dưới sự dẫn dắt của Quique Setién.